Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan đến vấn đề Putin đau khổ vì cuộc chiến ở Crimea. Trong suốt mấy ngày nay, Crimea đã nổ không ngừng các kho đạn hậu cần của Nga để tấn công Ukraine đã bị nổ tung. Không phải là vì hỏa tiễn tầm xa bắn đến hay là hỏa tiễn của loại HIMARS của Mỹ, mà là do các phi cơ không người lái của những tổ chức dân quân ở địa phương Crimea chống Nga. Cho nên họ mới biết tọa độ và họ biết vị trí rất rõ, rồi họ điều khiển những phi cơ không người lái đem theo bom và đã rội tan nát. Bởi vậy cho nên Putin bực quá mới ra lệnh cách chức viên tư lệnh tiền phương ở Crimea. Mà thật ra đây là một cái trò ngớ ngẩn. Putin đâu có biết gì về quân đội, và chỉ thấy không thành công là thay đổi, làm cho quân đội còn bất mãn. Và cái hệ thống tình báo của Nga bây giờ đang thất bại ở Crimea. Trong suốt mấy ngày nay, hàng ngàn người tình báo của Nga do Ukraine làm tay sai trong lòng địch đã bị bắt. Cho đến bây giờ hồ sơ cho thấy là trên 1.300 cá nhân đã bị bắt và đã đang sửa soạn đưa ra tòa. Bởi vậy cho nên Nga mới trả thù bằng cách là tuần tới mở cái phiên tòa xử 3.000 lính của Mariupol với cái hình thức là tội phạm chiến tranh chứ không phải là tù binh chiến tranh. Bởi vì nếu mà nói về tù binh chiến tranh theo luật Geneva quốc tế thì Nga phải trao đổi tù binh với Ukraine, không có quyền đem xử. Nhưng mà vì họ nói rằng đây là tội phạm chiến tranh của cái bọn tân phát xít của Ukraine, cho nên họ sẽ đem ra tòa án quân sự họ xử và trừng phạt đích đáng. Cho nên các giới quan sát về tình hình thế giới cho biết rằng là Nga bây giờ đang sửa soạn trả thù Ukraine, và dân chúng Ukraine bây giờ đang lo ngại cho số phận của những thân nhân của họ. Rồi chúng ta là có một bản tin nữa nói vấn đề Bắc Kinh đã trừng phạt 7 viên chức Đài Loan, cấm họ đến đại lục hoặc làm ăn với đại lục. Đây cũng làm trò hề. Đại lục đến Đài Loan, đại lục đến Hoa Kỳ, đại lục đến Anh, đến Pháp, đến Liên minh Âu Châu. Không bao giờ có cái thứ mà dân Anh, dân Mỹ mà nó lại về mò đến đại lục để mà nó hưởng phước. Cho nên là bắt trước, gọi là voi đú, chó đú, chuột chù chạy quanh là cái món này. Bắc Kinh đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 7 viên chức quan trọng của chính phủ Đài Loan. Bởi vì các viên chức này trong đó phụ tá cho bà Thái Anh Văn để kêu gọi độc lập cho Đài Loan. Một cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng là Đài Loan và tất cả không thể nào mà bên đại lục mà có thể thắng được Đài Loan. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Đảng Cộng sản Tàu cho biết hôm thứ Ba rằng những người bị trừng phạt và thành viên gia đình của họ sẽ không được phép vào đại lục, vào Hồng Kông hoặc Macau. Đồng thời các tổ chức mà họ đã liên kết không thể hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở đại lục. Đến giờ này Cộng sản, tôi đã nói quý vị, ở đâu nó cũng mù quáng và nó rốt nát. Bất cứ nơi nào mà lọt vào Cộng sản đều là ăn mày. Tôi đưa thí dụ, quý vị biết rằng là trước năm 1997, khi mà Anh Quốc trả Hồng Kông lại cho Tàu Cộng, Hồng Kông là gì? Là một cái giấc mơ của Á Châu. Ngày đó người ta gọi Hồng Kông là hướng cõng, là hương cảng, là cái thần tiên về vấn đề kinh tế, tài chánh của thế giới, là trung tâm của thế giới về vấn đề tiền bạc, về tài chánh, về vấn đề xuất nhập cảng thế giới. Tất cả những ngân hàng lớn nhất của thế giới nằm ở bên Hồng Kông. Đời sống của Hồng Kông, ngày đó quý vị nhớ rằng người Việt Nam ăn mặc theo kiểu Hồng Kông hoặc là ăn mặc theo kiểu Italy thì là cái nơi nổi tiếng nhất và là cái gương cho thế giới tư bản và cộng sản. Vậy mà từ 1997 sau khi Tàu Cộng lấy Hồng Kông từ tay người Anh, giờ này quý vị biết Hồng Kông là gì? Hồng Kông là một nồi cám heo. Tại sao tôi nói câu đó? Quý vị thấy đời sống tự do hết, bây giờ ai mà phản đối chính phủ vô tù. Các ngân hàng lớn rút ra khỏi Hồng Kông, các công ty lớn rút ra khỏi Hồng Kông. Giờ này Hồng Kông chỉ còn vỏn vẹn lại những cái xác không hồn, tức là những cái khu nhà cao ốc mà của thế giới xây dựng cách đây 100 năm mà giờ này người ta phải bỏ ra đi. Rồi Hồng Kông dựng lên những cái tay sai bù nhìn.
Kerem, rồi đến bây giờ một tên khác trở thành đầy tớ của Tập Cận Bình. Và thế giới bỏ rơi Hồng Kông. Giờ này Hồng Kông là một cái đêm đen không có ánh sáng. Kinh tế coi như sụt, vất đi. Đời sống dân Hồng Kông quá khổ. Những người có tiền, người ta đã về Anh, người ta đã về Pháp, người ta đã về Đài Loan, không còn ở Hồng Kông nữa. Tôi chỉ nói cái vị sơ thôi. Người Việt Nam của chúng ta năm 1975 qua Hoa Kỳ và Âu Châu và thế giới. Cái phong trào coi phim Hồng Kông, phim trường nổi tiếng là nhờ Hồng Kông. Và từ ngày Hồng Kông thuộc về Tàu Cộng đến giờ, quý vị thấy còn ai muốn coi phim nữa không? Còn ai phim Kim Dung, còn ai coi phim trưởng của Hồng Kông không? Tất cả đều xuống cấp thê thảm. Từ trước năm 75, Hồng Kông, Tân Gia Ba có một Đặng Lệ Quân làm cho cả thế giới rung động. Giờ này quý vị còn tìm được một Đặng Lệ Quân thứ hai không? Giờ này có còn ai nhắc đến phim ảnh Hồng Kông, cine Hồng Kông, âm nhạc Hồng Kông không? Là vì nó trở với Cộng sản nó trở thành sọt rác. Ma Cao giờ này cũng vất đi, Hồng Kông giờ này cũng vất đi. Cho nên nếu Đài Loan bây giờ đang là một quốc gia tuyệt vời của Á Châu và thế giới, thí dụ như Hồng Kông Tập Cận Bình mà chiếm được, trong vòng 5 năm trời Đài Loan sẽ trở thành một cái thùng rác y như là Hồng Kông bây giờ. Cho nên chúng ta không cần phải chống Cộng sản hay diệt Cộng sản, chúng nó tự diệt, hủy. Đấy, Hồng Kông bây giờ nó có còn là cái nơi mơ tưởng của thế giới đâu. Hồng Kông bây giờ là một cơn giấc mơ, nightmare, một cái cơn ác mộng của loài người. Cho nên Tàu Cộng bây giờ, thế giới bây giờ có còn ai hãnh diện khi nhắc đến Hồng Kông như cách đây trước năm 1997 không? Bởi vậy cho nên Tàu Cộng trừng phạt những người Đài Loan là vô duyên. Nhưng mà Mỹ trừng phạt Tàu Cộng chết. Bởi vậy đó là lý do bây giờ Tàu Cộng không dám hó hé đánh Đài Loan là vậy. Mặc dù Mỹ bây giờ đang có những cái tên lãnh đạo can ngố, rốt nát, chỉ vì mê tiền mê gái của Tàu mà đi theo đường lối của Tập Cận Bình. Mà mặc dù như thế, Hồng Kông hay là Tàu Cộng vẫn không dám mạnh tay đối với Hoa Kỳ qua cái hình ảnh của Đài Loan. Đấy, quý vị thấy, trước Quốc hội của Hoa Kỳ đến, Tàu Cộng nói rằng, chú mày, nói tên là cán ngố Tòa Bạch Cung, đừng chơi với lửa, quên vụ Đài Loan đi. Xong rồi Vương Nghị bảo rằng nếu quốc hội của Mỹ mà đi tàu bay xuống Đài Loan sẽ bị bắn nát tàu bay. Bởi vì đấy là xâm phạm lãnh địa của Tàu Cộng. Xong rồi mấy cái tên cán ngố, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, của Tập Cận Bình nói rằng Đài Loan mà đi theo cái bọn tài phiệt, bọn đế quốc sẽ bị tiêu diệt, trả thù đích đáng. Kết quả, Quốc hội Hoa Kỳ vẫn đi phi cơ của chính phủ Mỹ, chung là phi cơ dân sự nhé, hạ xuống Tùng Sơn, chơi 24 tiếng rồi lên tàu bay về. Hôm qua lại một phái đoàn thượng viện, hôm trước là phái đoàn hạ viện, bữa nay phái đoàn thượng viện gồm có 5 người đi một C-40, tức là phi cơ quân sự. Hôm trước Quốc hội đi phi cơ của chính phủ Hoa Kỳ, hôm nay phái đoàn thượng viện đi phi cơ của quân sự Hoa Kỳ, US Air Force, đi từ phi trường Kyoto ở bên Nhật Bản, bay thẳng vào Đài Loan, đáp xuống an toàn và sẽ ở chơi 5 ngày chứ không phải là 2 ngày. Chính phủ Anh tuyên bố tuần tới sẽ đưa một phái đoàn đến, chính phủ Pháp sẽ đưa một phái đoàn đến, chính phủ Liên minh châu Âu Châu phải đưa một phái đoàn đến. Là vì bây giờ người ta biết Hoa Kỳ đã cho 53 tỷ đô la để làm ăn với Đài Loan về cái vấn đề semiconductor chip, tức là con chip bán dẫn giúp trong quân đội, giúp trong không gian, giúp trong các loại đời sống hàng ngày như iPhone, smartphone. Tàu Cộng run và tiếc, bởi vì nếu bây giờ mà chiến tranh xảy ra mất cái mối lợi hời này, cho nên Tàu Cộng không dám. Vì thế cho nên là lúc đầu tuyên bố sẽ thao diễn quân sự đến ngày 15, nhưng mà khi nghe tin phái đoàn thượng viện Mỹ đến ngày 12,
ngày 11 ngưng, không dám thao diễn. Còn bây giờ trừng phạt những cái này là một cái trò chơi gãy ngứa của Cộng sản Tàu đối với Đài Loan. Rồi mặc dầu như thế nhưng Đài Loan vẫn phản ứng rất mạnh sau cái hành động mới của Tàu Cộng. Đài Loan vừa lên tiếng sau khi Tàu Cộng cấm vận 7 viên chức Đài Loan vì các vị này đều công nhận tranh đấu độc lập cho Đài Loan. Theo hãng thông tấn Associated Press cho biết là cơ quan đối ngoại Đài Loan là ông Âu Giang An hôm 16 tháng 8 có tuyên bố rằng vùng lãnh thổ này của Đài Loan không thể bị Tàu Cộng can thiệp. Vì thế cho nên không chấp nhận các mối đe dọa và uy hiếp từ Trung Quốc. Và đến bây giờ người ta đã mở một cuộc thăm dò sau khi Quốc hội Mỹ đến Đài Loan, làm cho Tàu Cộng gia tăng cường độ về vấn đề dọa nạt chiến tranh. Thì người ta hỏi dân Đài Loan rằng là quý vị bị Tàu Cộng đe dọa tấn công có sợ không? 78% dân Đài Loan nói rằng no, chúng tôi có gì đâu mà sợ, đấy là chuyện của Tàu Cộng, nó muốn nói gì kệ chúng đó. Rồi câu hỏi bao nhiêu phần trăm của dân Đài Loan muốn độc lập? 69% dân Đài Loan nói rằng chúng tôi là một quốc gia độc lập từ lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ chúng tôi mới muốn độc lập. Vì thế cho nên đời sống Đài Loan rất tốt đẹp và Tàu Cộng chỉ có chết mà thôi. Cho nên bất cứ những ai mà còn mơ màng về Cộng sản giờ này nên úp mặt vào tường. Kính thưa quý vị, là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.